Chào các bạn, đến với kênh Cứu Kênh. Thì hôm nay chúng ta sẽ review Kia Sorento máy dầu 2.2 lít đời 2016. Thì con này là xe của bố tôi. Thì hôm nay tôi sẽ review qua ngoại thất một chút. Còn khi nào có nội thất thì tôi với anh Khan sẽ review sau. Người đã quay lại. Chúng tôi xin chào các bạn. Chúng tôi sẽ xin vào chuyển cảnh. Ở đây các bạn thấy là ngoại thất của chiếc Sorento 2.4 nó đã được tinh chỉnh so với 2013. Cái con đèn đằng sau vuông ấy. Rồi, có thêm sửa lại cái đèn phần cụ trụm này. Cụ thể là dịch bi xuống và cắt một cái bi cho đỡ bị quá style. Xuống đây thì các bạn có thể thấy là cái đèn phần này nó clean up. Lúc đầu là nó cả một cái trụ này là fake van, nhưng một cái event giả, nhưng mà bây giờ nó đã thành một cái đèn. Đúng rồi. Và đã đổi từ dạng halogen thành dạng xenon vô cùng là tinh tế. Và đã bổ sung dãy đèn LED đã trắng hơn và không bị nhả xanh như trước. Đời cũ bị nhả xanh. Đằng trước này chúng ta có một cái mặt ca lăng mũi hổ đặc trưng của Kia và có một cái viền vô một quanh đây. Logo Kia thì đương nhiên là logo Kia cũ rồi, tại vì đây là đời 2014 mà. Đây chỗ này thì hơi bị sức sơn một chút thì thông cảm các bạn. Có cảm biến phía trước luôn nhá, cảm biến phía trước này luôn. Và cái này là có 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau. Vâng, còn bây giờ sang bên hông chúng ta có một bộ mâm 18 inch. Thì đây thông số lốp là P235-16-60R18, nghĩa là mâm 18 inch và mâm Hankook, nghĩa là Hàn Quốc đấy. Đúng không? Anh thấy cái bộ mâm này nó nhìn như nào? Nó hoa hoa, nó đẹp đẹp, mềm mại. Nó như cái hoa anh đào nhỉ? Tôi thấy cái mâm này khá là đẹp đối với đời thời này. Đúng rồi. Này rất đẹp không? Ta có một chút những cái viền off-road thể thao đây. Trông cái xe xuống có vẻ khỏe khoắn hơn. Nhưng nếu đây là màu trắng thì trông sẽ thể thao hơn, thể thao. Đúng rồi. Sport. Và các bạn ra đây, các bạn có thể ra đây, các bạn thấy là mạng chrome này là chỉ là bố tôi độ thôi. Còn lại đâu cũng quên chưa giới thiệu với các bạn là thông số kỹ thuật của chiếc xe này. Thông số kỹ thuật của chiếc xe này là động cơ 2.2 lít, máy dầu tăng áp với công suất là 195 hoặc 197 mã lực tùy theo từng phiên bản. Có phiên bản máy xăng thôi. 195, 197 vẫn là bản máy dầu. Thì đây là bản máy dầu, 195 mã lực hoặc là quay và 437 Nm moment xoắn cực đại. Tức là về máy dầu rất là có nhiều moment xoắn. Đúng rồi. Con nào chả vậy? Thì hỏi tôi quay không chuyên nghiệp thôi nhá. Anh Khang nhìn lên trên này thì ở đây là có một cái thanh giá nóc ở đây. Các bạn để thấy thanh giá nóc ở đây này. Và ở trên này, ở trên rất cao này thì là một cửa sổ trời panorama cửa sổ trời. Ra đằng sau này các bạn có thể nhìn là cái xe nó hơi bẩn nhưng mà không sao. Chúng ta có một cái đèn LED ở trên này. Cũng đã được tinh chỉnh so với hồi ngày xưa. Là thay vì là một hình vuông, à một hình chữ nhật. Hai hình chữ nhật. Thì này nó là một cái hình chữ nhật và một cái hình cắt chữ nhật. Và cái đèn hồi xưa nó rất là xấu, một điểm là nó tất cả cái này là bóng led, còn đây là không LED. Nó cứ bi đấy, thì đấy là bóng led, đây là bóng led, còn đây là thanh led, thanh mảnh ở đây là mới là bóng led thôi. Đây đèn đùi và đèn xi nhan, còn đây là đèn phản quang. Đây đằng sau thì cũng có 4 cảm biến như đằng trước, cảm biến lùi và lốp được gọn được đặt ở phía dưới. Và thì có vẻ ai ông xã đây thay kia. Đây đây là ông xã. Nó giấu rất là gọn ở dưới đấy. Và lốp dự phòng đằng kia. Đúng rồi. Ra đằng sau này thì ngoài cả nước thì cả một cái ẩn xịt nước ở dưới này. Đó, nó là một cái xịt nước này. Và đèn xanh thứ ba. Đèn thứ ba. Rồi. Ra đây thì các bạn có thể thấy là đây. Ra đây thì các bạn có thể thấy là cái chữ New Sorento chỉ xuất hiện trên con 2014 đến 2016. Còn từ 2016 trở đi chính hãng ở Việt Nam là nó sẽ bỏ chữ New Sorento đi. Đúng rồi. Cái chi tiết khá là hay và đặc biệt. Đúng rồi. Đằng trên có anten. Anten. Đó. Bây giờ hết cái camera này, có thể hết là New Sorento nhỉ? Đúng rồi. Hơi bẩn. Vâng, thì chiếc xe này là có giá hồi xưa là khoảng đã gồm VAT là 998 triệu đồng và chiều dài rộng cao. Xe này là 4.685
mm 1885 mm và 1710 mm, chiều dài cơ sở là 2700 mm, khoảng trống của xe là 180 mm. Thì đối với khoảng khả năng xe thì cũng khá là cao và đi được những cái địa hình gọi là xấu, không hẳn là xấu nhưng mà đi được những cái địa hình không ổn định lắm, gọi là không ổn định lắm nhỉ. Thì chiếc xe này chúng tôi không nói là được trang bị hai hộp số là số sàn và tự động. Thì đây là một phiên bản số tự động 6 cấp và phiên bản số sàn này là bản bay thì là không có ở đây. Đó, bản số sàn khá là hiếm các bạn. Đúng rồi. Đó thì kích thước lốp xe như anh đã nói là 235 60R18. Đúng rồi. Là mình lốp 18 mình ấy. Và treo chiều trước treo sau ở đây MacPherson và đây liên kết. Và hệ thống phanh trước sau là đĩa tản nhiệt. Đúng rồi, rất là nghĩa là công nghệ này nó cũng tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà còn thêm một cái bonus nữa là bố tôi đi trên đường hàng cao tốc thì thời đấy thì con này đã có cruise control rồi. Ừ, đúng rồi, cruise control hồi này những con cũng CRV có rồi, CRV có rồi nhá. Hồi này nhưng mà những chiếc xe dưới 1 tỷ như Sorento rất ít khi có cruise control. Ừ đúng rồi. Civic cũng không có, nhưng mà chả có nào có nữa. Thì Sorento là 998 triệu gần tỷ, gần tỷ. Khá là các gì nó khá là người. Đó. Còn bây giờ là tất cả các review, tất cả các thông tin rồi. Chúng tôi sẽ làm một cái review bên trong nội thất sau. Cảm ơn các bạn đã xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Subscribe cho tôi và hai kênh nhá. Nguyên Khang Channel. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.